Em vừa về tiếp tục mùa 1 Crew 2015 nè. Đời cao nha anh chị. 72 Vũng Tàu mùa 4 năm 2019 đây. Form dáng em Crew nước sơn trắng nè. Form dáng đẹp nha anh em. Gia đình anh em lấy mẫu này về chạy. Gia đình ok, phân khúc C, mẫu sedan hai đầu. Đèn trước là mới tinh nè. Mới nguyên bản luôn anh em. Tích hợp hệ thống xi nhan trên gương chiếu hậu form mới nè. Form mới chúng ta sẽ có hệ thống là ABS chống bó cứng phanh. Là hệ thống gương cụp mở nè. Đây là hai cụm đèn nguyên bản của dòng Crew nè. Chevrolet Crew nha anh em. Đi em này nằm tầm đâu đó quanh 7-8 lít đó. Phân khúc C đi chạy nó đầm anh em. Xét nó nặng, riêng mẫu này chạy xét nặng cực kỳ, chạy sướng hơn phân khúc A, phân khúc B rất là nhiều nha cô chú anh chị. Kết hợp chủ nhà đã lên lipo, hệ thống cảm biến dê cũng đã được trang bị rồi. Đầy đủ tính năng rồi. Hệ thống kính của em Crew là kính rin theo xe nè. Đây là phần nội thất option ở trong nè. Ghế chủ nhà bọc nè. Sao Trần Anh thấy ai bọc cái màu này Trần Anh ghét chú, ghét chùm luôn. Dàn chân nè. Chân nỉ hết toàn bộ nha. Bốn cánh cửa tappy nè. Hệ thống keo chỉ nè cô chú anh chị. Máy êm, máy em này thì ok luôn. Đây chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè. Đó, form mới rồi không phải form cũ đâu nha anh em. Hệ thống keo nè. Sơn trắng đẹp hết rồi. Chỗ này nó có rách tí xíu. Giá rẻ lắm. 2,25 giá cực kỳ rẻ. Trang bị một cái màn hình. Đây anh em. Một cái màn hình khá là bự. Tắp lô tắp bì nè. Hai túi khí nè. Đây là một cái màn hình nè. Có đồ chơi. Đồ chơi cũng lên được cái đít rồi. Vô lăng nè. Vô lăng mới nè anh chị nè. Vô lăng của em nó là không một tí phai mờ nha. Anh em nào mà thật sự mình mà rành xe á, anh em chỉ cần rành xe anh em nhìn cho Trần Anh cái vô lăng thôi. Nhìn cái vô lăng rồi biết cái chất xe nó chạy nhiều hay chết rồi. Được chưa anh em? 233.000. Đó, báo luôn nè. 233.000 nha, vân gai nè, nguyên hết. Anh em chạy nhìn tiếp tục phần máy. Hệ thống mút lốc trong xe, tất cả các tính năng đang hoạt động. Máy lạnh AC mở nè. Để đóng máy lạnh luôn. 2015 Trần Anh đang bán với giá 210 triệu. Anh em mua cho anh bớt 10 luôn. Ok chưa? Hàng đẹp dễ thương nha. Anh em mua cho anh bớt 10 còn 200 hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu luôn. Chơi vậy đó. Nước sơn trắng bên ngoài không tì vết đâu anh em. Tích hợp về xi nhan đầy đủ các tính năng cho anh em rồi. Gia đình đi mẫu này ok từ những miếng nối rất là liền nè. Anh chị không? Đăng kiểm tháng 7 năm 2024 nha anh em. Anh em trải nghiệm cục máy nè. Xe này là ngày xưa chủ nhà đổi màu rồi cho anh báo luôn nha. Phong thủy người ta đổi màu đó. Đó mình báo trước khi bà con coi xe. Cà vẹt bây giờ là qua màu trắng rồi nha cô chú anh chị. Đây là cục máy của đời 2015 rồi. Máy 2015 đầu mặt nắp ron cam cò có mở canh chỉnh nhẹ thôi. Em này là số máy chưa làm. Máy số buồng đốt chưa mở luôn nè. Đây là phần buồng đốt của em, nó là chưa mở anh chị nha. Còn mặt nắp trên có canh chỉnh nhẹ, mặt nắp ron cam cò. Vì sao chạy thời gian nó xì ron là người ta nóng nhớt, người ta thay ron là bình thường thôi. Em này là gốc màu đỏ nha anh em. Báo luôn. Ây chà. Nè anh em, nhớt mới tinh. Đó, cục máy từ phần lốp lạnh. Bơm trợ lực theo xe, tem phía trước còn nguyên hết. Đây là cảm biến túi khí còn nguyên nguyên bản hết nè anh em. Gốc màu đỏ, sơn này màu trắng. Cà vẹt thì của em nó là màu trắng luôn rồi nha. Vì người ta hợp phong thủy người ta sơn. Được chơi cô chú anh chị. Đó mẫu này hỗ trợ có 30 triệu cho anh em luôn. Đưa trước tầm 170-70. Sơn hết nguyên con từ trong ra ngoài. Đó là vậy. Mình báo xe thẳng đi chứ công. Anh em được kêu là Trần Anh báo xe gian. Mà tính Trần Anh từ xưa giờ không có thích báo xe gian cho các anh em đâu. Báo là báo chuẩn báo thật chứ không có báo tào lao được. Đó được thì anh em coi, anh em cảm thấy hợp lý thì em lấy. Không thôi thì để xe khác cũng được, không quan trọng. Nè, cốp nè, cốp đẹp. Anh chị, cốp quá đẹp luôn. Đây anh em, cốp quá đẹp. 5 quả mâm gầm bề ở trong là chất nụi là sạch sẽ cho anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nhé. Màu trắng tinh khôi, một màu trắng nhẹ nhàng cực kỳ anh em ạ. Bà con đi mẫu Crew số sàn này đi nó sẽ sướng hơn số tự động. Và cái thứ hai, Trần Anh muốn nhấn mạnh là nó lành hơn số tự động rất là nhiều. Mâm 15 sẽ là mâm cây. Đây là mâm 15 sẽ là mâm cây đa chấu nữa. Đây anh em, đây là phần gầm.
chị, gầm đẹp không? Gầm bờ là sánh chân, không có một tí một mọt như phần gầm chứ. Rồi anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em chào bà con nha. Chúc bà con cô bé có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Trần Anh, see you and goodbye.